Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, người phụ nữ cũng được nhắc đến với vai trò quan trọng trong xã hội. Cùng với cả nước, phụ nữ Hưng Yên luôn cố gắng nỗ lực vươn lên, đã và đang tiếp nối những phẩm chất truyền thống tốt đẹp trong thời đại mới. Mỗi chị em một hoàn cảnh, nhưng điểm chung ở họ là tinh thần quyết tâm, tương thân, tương ái và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bông hoa tiêu biểu trong những phong trào phụ nữ ở cơ sở ở Hưng Yên. Hình ảnh nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn Bùi Thị Hằng đến từng gia đình, từng ngõ xóm để tuyên truyền, vận động và thống kê, rà soát các diện tích đất đã trở nên thân quen với người dân thôn Hoàng Xá. Lúc đầu, việc kiếm đất làm đường tại đây luôn gặp khó khăn. Thế nhưng chị Hằng đã chứng minh rõ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh là mềm dẻo, linh hoạt trong công tác dân vận, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông. Bằng sự công khai dân chủ trong triển khai, gương mẫu thực hiện từ gia đình và sâu sát nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân, chị cùng với ban chị ủy, các trưởng đoàn thể của thôn vận động trên 70 hộ gia đình hiến đất ở, phá bỏ tường rào, hoa màu để làm đường. Về cái công tác giải phóng mặt bằng ấy rất là khó khăn và cần nhiều cái sự khéo léo và mềm dẻo. Thì trong đó thì chị Bùi Thị Hằng là chị có đầy đủ các yếu tố đó để vận động nhân dân và chị em phụ nữ hiến đất. Về thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, có thể cảm nhận được sức sống một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh với những dãy nhà cao tầng, những công trình khang trang, môi trường luôn xanh sạch và đẹp. Có được điều đó không thể không nhắc đến công sức của chị em phụ nữ, nhất là chị Thiều Thị Gấm, chi hội trưởng. Từ những khó khăn ban đầu khi vận động chị em tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng tuần, chỉ có số ít chị em tham gia thì đến nay được nhiều người ủng hộ. Hay như thói quen sử dụng và xả rác thải nhựa chưa phân loại trước kia còn nhiều, chị lồng ghép tuyên truyền ngay vào các buổi dọn vệ sinh để thấy hệ quả cũng như tác hại trực tiếp đến môi trường, sức khỏe. Chị còn vận động chị em phụ nữ trang trí hàng rào, tường bao quanh nhà bằng những chậu hoa cảnh đầy màu sắc. Mình làm cái gì thì mình hô chị em, nhưng mà mình phải đi trước thì là chị em sẽ ủng hộ, làm cái gì cũng rất là nhanh. Đối với hội viên Vũ Thị Thơm, việc chia sẻ giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em còn khó khăn trên địa bàn đã trở thành một việc làm thường xuyên. Với cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, lợi nhuận trên 500 triệu đồng một năm, chị Thơm chủ động đề xuất với nhiều chị em khó khăn, trả chậm để xây dựng nhà cửa, hỗ trợ vốn cho chị em phát triển kinh tế. Cùng với đó, tạo việc làm cho 8 chị em địa phương với mức lương từ 8 đến 9 triệu đồng một tháng. Năm 2021, chị giúp 3 hội viên phụ nữ thoát nghèo, ủng hộ các nguồn quỹ gần 30 triệu đồng. Tôi giúp đỡ được cái gì thì tôi vẫn cứ giúp đỡ, từ cái to đến cái nhỏ, dù không to tát lắm nhưng mà tôi thấy vui vẻ trong lòng. Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, các chị trước hết còn là con dâu hiếu thảo, người vợ đảm mẹ hiền, giữ lửa hạnh phúc cho gia đình. Chính lòng nhiệt huyết, sự tự tin và bản lĩnh nhưng cũng không kém phần linh hoạt, sáng tạo trong các phần việc của những bông hoa phụ nữ từ cơ sở như các chị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Từ đó, đóng góp không nhỏ trong sự phát triển chung của địa phương,